lấy cảm hứng từ những bộ phim nổi tiếng, hay trở về với màu sắc của những bộ trang phục truyền thống. Các bạn học sinh đang có những sáng tạo riêng cho những bộ ảnh kỷ yếu để đời của lớp mình. Mới đây, các bạn học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, Kiên Giang đã gây ấn tượng khi tái hiện các trang phục đầy màu sắc của 21 dân tộc Việt Nam. Ý tưởng cho bộ ảnh ký yếu độc đáo này đã được cả lớp ấp ủ và lên kế hoạch từ cả một năm trước. Tụi em ý tưởng về 54 dân tộc trên cả nước là muốn thể hiện sự đoàn kết giữa các anh em trong dân tộc Việt Nam. Nó hiện giống như là sự đoàn kết giữa các thành viên trong lớp em. Kinh phí bộ ảnh là tương đối cao so với tụi em nên các thành viên trong lớp quyết định là mỗi tuần sẽ cùng nhau tiết kiệm 25.000 cho đến cuối năm. Diện cổ phục chụp ảnh ký yếu, bộ ảnh của lớp chuyên Pháp trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Nam Định cũng nhận được nhiều lời khen. Toàn bộ phục trang của lớp được thuê tại nơi làm trang phục cho phim Phượng Khấu và video ca nhạc mới của ca sĩ Hòa Minzy. Có thể thấy, xu hướng chụp ảnh ký yếu hiện nay đang có nhiều sáng tạo và đột phá so với trước đây. Bất cứ người dân Việt Nam nào đều mong muốn hướng đến những cái giá trị truyền thống của dân tộc. Điều đó không chỉ được thể hiện qua những phim ảnh, qua những bài hát mà được thể hiện qua những bức hình kỷ yếu. Nhất quỷ, nhí ma, thứ ba học trò, những sáng tạo kết hợp với sự chỉnh chu của các bạn học sinh đã mang đến những thành quả ý nghĩa. Để sau này khi nhìn lại, các bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời như vậy, cùng nhau thực hiện những ý tưởng của tuổi trẻ.